Cực phẩm người ấy là ai chuyển giới từ nữ sang nam tiết lộ cuộc sống đảo lộn, tin nhắn quá tải. Trong dàn nam chính cực phẩm xuất hiện trong tập đầu tiên của Người ấy là ai mùa năm, chàng trai MPAK hay còn gọi là JYBB đến từ Thái Lan đã nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Hiện tại, MPAK điều hành một thẩm mỹ viện, anh sở hữu chiều cao 1m65, khuôn mặt góc cạnh nam tính và nụ cười tỏa nắng. Tuy thời gian xuất hiện trong chương trình không nhiều, MPAK đã có cơ hội khoe thân hình 6 múi thu hút trước đông đảo khán giả. Chia sẻ với dân trí, MPAK tiết lộ tin nhắn của tôi đã quá tải. Bức ảnh đầu tiên của MPAK xuất hiện trên fanpage chương trình, thậm chí là nhận được nhiều lượt yêu thích nhất, không ít người dùng mạng đã gọi anh là chồng quốc dân. Điều đặc biệt hơn cả, MPAK đã chuyển giới từ nữ sang nam thành công để dám sống thật với chính mình. Chàng trai 34 tuổi đến từ xứ sở chùa vàng tiết lộ, việc chuyển giới của mình đã diễn ra được 10 năm, còn giọng nói mới chuyển đổi từ 3 năm trước. Trên cánh tay phải của anh còn để lại một vết sẹo lớn, đó là di chứng sau cuộc phẫu thuật chuyển đổi cuối cùng. Cũng trong chương trình, chàng trai Thái Lan trải lòng, từ lúc 6 tuổi tôi đã mong muốn được trở thành một đứa con trai. Tôi chỉ theo đuổi điều tôi mong ước, trở thành con trai và cư xử như người đàn ông thực thụ. Tôi chưa từng chia sẻ nghiêm túc điều này với gia đình, họ chỉ nhận ra thông qua cử chỉ, lời nói của tôi. Trước đó, gia đình của MPAK cố gắng làm mọi cách để thay đổi suy nghĩ của anh, muốn anh quay trở lại làm con gái. Tuy nhiên, qua thời gian, mẹ anh nhận ra dù có thế nào, đó vẫn là con của mình. Tuy không phải là chàng trai nhận được bó hoa từ nhân vật nữ chính, sau khi chương trình phát sóng, MPAK nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả nữ. Đây là lần thứ tư MPAK tới Việt Nam và anh vẫn rất hào hứng khi được khám phá mảnh đất hình chữ S. Đối với chàng trai người Thái Lan, Việt Nam sở hữu cảnh đẹp và đồ ăn rất ngon, món ăn anh thích nhất là phở. Bên cạnh đó, anh cũng trải lòng về chuyện tình 7 năm của mình. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường vui vẻ của cả hai. MPAK bày tỏ với người bạn gái hiện tại, chúng tôi biết tới nhau khi tôi là khách hàng của một thẩm mỹ viện và cô ấy là quản lý khu vực của thương hiệu đó. Mỗi ngày, cả hai chúng tôi đều học hỏi lẫn nhau cũng như điều chỉnh thói quen của mình để tìm được tiếng nói chung trong tình yêu. Khi anh bày tỏ mình sẽ tham gia chương trình Người ấy là ai, bạn gái đã hỏi MPAK rằng anh tới chương trình vì muốn trải nghiệm hẹn hò hay muốn chứng minh anh đang độc thân. Trước sự nghi ngại của bạn gái, MPAK thẳng thắn trả lời anh muốn thể hiện là chính mình, vì thế nửa kia đã đồng ý để anh tham gia. MPAK nói thêm, hiện tại chúng tôi lên kế hoạch sẽ sống cùng nhau, tuy nhiên quan điểm của tôi là không bao giờ lên kế hoạch cho đám cưới, bởi đám cưới đơn giản chỉ là một ngày kỷ niệm và đám cưới không thể chứng minh hết được tôi yêu cô ấy nhiều đến nhường nào. Tại chương trình, Trấn Thành đã nói về MPAK, anh ấy từng là một phụ nữ, cái tay này người ta đã phải mở mạch máu ra rồi đưa hormone và mọi thứ vào để chuyển giới. Tuy nhiên, các bác sĩ và người có chuyên môn cho rằng đây là phát ngôn sai bởi việc tiêm hormone nam, cụ thể testosterone vào mạch máu là việc làm chống chỉ định. Không chỉ Trấn Thành, phía ekip sản xuất chương trình cũng bị chỉ trích vì không kiểm soát và chọn lọc nội dung khi phát sóng. Trước những ồn ào này, tối ngày 23 tháng 5, ekip sản xuất của chương trình Người ấy là ai đã chính thức đưa ra phản hồi với công chúng. Cụ thể, phía ekip đã gửi lời xin lỗi khán giả và thừa nhận sai sót trong quá trình biên tập, truyền tải thông tin. Nhà sản xuất Người ấy là ai phản hồi do sai sót trong khâu biên tập. Ở tập 1 Người ấy là ai mùa thứ 5 2023, chi tiết nhân vật MPAK nói về nguồn gốc vết sẹo trên cánh tay chưa được truyền tải theo đúng nội dung nhân vật chia sẻ. Chúng tôi thành thật cáo lỗi MPAK cùng quý khán giả. Đồng thời, ngay sau đó phân đoạn có phần phụ đề này cũng đã được cắt bỏ trong tập 1 cũng như loạt clip đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.